Đây nè, mẹ có một cái chuyện này mẹ nói với Chay nè. Hôm qua Chay có nhớ là mình đi trick or treat đâu? Chay xin được một giỏ kẹo rất là nhiều kẹo. Nhưng mà Chay có sẵn sàng để nghe mẹ nói cái câu chuyện này chưa? Chay nhớ cái giỏ kẹo sô cô la hôm qua không? Nè, mẹ nói cho nghe nè, hồi sáng này á mẹ với ba đói bụng quá. Xong rồi mẹ ăn hết kẹo rồi. Mẹ với ba ăn hết hộp kẹo sô cô la luôn. Giờ phải làm sao? JD, we're so hungry, we ate all your candy. Mẹ với ba sáng nay đói bụng quá, trời đói bụng luôn. Cái mẹ thấy một cái giỏ kẹo hôm qua mà Halloween mà chạy đi xin được á, mẹ với ba ăn hết cái giỏ kẹo đó luôn rồi. Giờ làm sao? What? Is it okay? Mẹ với ba sáng này á, lúc mà chay ngủ á, mẹ với ba thấy có một cái giỏ kẹo đầy vậy nè. Cái mẹ nó ui đâu đó bụng quá, đói bụng quá. Cái ba cũng nói ui đó bụng quá, đói bụng quá. Cái xong thì mẹ với ba ăn hết cái giỏ kẹo luôn. Hả con? Mẹ với ba ăn hết kẹo của chay rồi. Chay đi, stop it. Chay này nó ở dơ lắm cô chú. Đó con nó trét lên tôi nè, có được không? Đó nó chơi vậy đó. Nó chơi vậy mà nó vui đó, có được không? Nhưng mà bây giờ nè, JD, what are you gonna do? We already ate all the candy. Giờ con phải làm sao đây? Mẹ với ba ăn hết kẹo rồi. Trick trick nữa. Đi giờ đi trick or treat nữa, đi xin kẹo nữa hả? Cô chú thấy chay không? Hỏi gì lỡ ăn hết kẹo rồi sao? Nó nói giờ chỉ cần đi trick or treat nữa là có kẹo thôi. Để hết con ha. Mẹ với ba ăn đâu có sao đâu ha. Hả? Nhưng mà biết không phải. Trick or treat là một năm mình chỉ đi một lần thôi chứ mình đâu được đi nhiều lần đâu. It's only once a year. We gotta wait until next year, okay? Nha, yeah, chờ 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 tới năm năm tới nữa rồi cái chờ tới năm tới nữa rồi cái mình đi. Cô chú kêu là phải nói với chay vậy đó mà cuối cùng cô chú coi kìa. Bình thường. Mẹ với ba ăn hết kẹo luôn. Mẹ với ba ăn hết kẹo luôn. Có sao không? Dạ không. Đúng rồi, không có sao hết. Đúng rồi. Giỏi cho cô chú. Mẹ với ba ăn đói bụng quá. Sáng này đói bụng muốn xỉu luôn vậy đó. Mà thấy nguyên cái hộp kẹo bự của chay á. Chay hồi tối hôm qua chay đi xin được nguyên một hộp kẹo bự luôn. Cái mẹ với ba nó ui cha với đói bụng quá. Giờ không biết ăn gì rồi. Cái lấy kẹo ăn hết kẹo luôn. Ăn hết luôn. Ăn hết luôn. Không có chừa cho chay cây nào hết đó. It's okay right? Right? Chay có buồn không? Có buồn không? Không buồn. Mẹ ơi, mẹ không muốn gì? Muốn gì? Không muốn cái gì. Cái gì không? Muốn gì không? Là gì? Mẹ không muốn cái. Cái gì vậy? Không muốn cái kẹo. Ủa mẹ với ba ăn hết rồi. Không muốn kẹo. Mẹ nãy mẹ kể với con là mẹ kể chuyện sự thật đó chứ mẹ đâu có giỡn đâu chay. Mẹ với ba sáng này đói bụng quá trời đói bụng luôn, ăn hết kẹo luôn. Ăn hết luôn. Nó đủ thông minh để nó hiểu Ngọc đang nói ấy nó đó chứ không phải giỡn nó đâu. Thấy con ha. Hả? Nó nụ. Nói mẹ nói gì vẫn chơi. Mẹ ơi. Yên chả. Dạ. Con muốn ăn marshmallow. Con muốn ăn marshmallow hả? Dạ. Rồi muốn ăn gì nữa? Mẹ ăn hết marshmallow rồi. Ăn hết luôn. Tại vì biết sao không? Tại vì nhớ. Nhung nhau. What? Nhung nhau. Con giống nhau. Có gì giống nhau? Giống nhau kìa. Cái gì? Jane, I'll show you something. You show me something? Ok, go show me something. À, mẹ với con, ok. Show me something, chị. Cái gì vậy? Ở trên đó có gì? Lấy con. Lấy cái gì? Ở trên đây đâu có gì đâu, lấy. Không muốn leo hả? Dạ. Muốn leo lấy gì vậy? Nè đây 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 bông đây bông đây mà bông. Đây đây coi lên lấy gì vậy? Ok, rồi coi lên lấy gì á.
Lấy gì á? Cái gì? Muốn lấy nào? Muốn lấy nào? Đứng xích lại coi. Oh, you want cereal? Oh, con muốn ăn này hả? Ok. Ăn phải cái này. Này hả? Dạ. Này đâu có gì trong đó đâu. Con muốn rồi, ok. Rồi xuống đây mày lấy cho. Chờ chút nha. Rồi đi xuống. What's that? Don't trick or treat again. Okay, we'll do it next year. Okay. Yeah, we'll wait until next year and do trick or treat again, okay? But right now, we already ate all of your candy because we were so hungry. Is it okay? Yeah, she's a good girl. Mommy and Daddy can eat everything, right? We can share, right, Judy? Thế con. Nó bảy không? Bây giờ. Bây giờ mẹ. Cho bà Kiều. Để cho bà Kiều. Chị đi. Chị đi đứng chụp hình với em kìa. Mày chọn hai cái hai cặp. Cái gì vậy con? Sao vậy? Vậy tối nay đòi tối nay lên coi chay với Louis nè. Không chịu chụp đi nha, tối về đòi đó rồi coi chay nè. Lẹ lên đi, tối nay coi Louis luôn nè. Xuống đi. Bé này là coi chay là mỗi ngày luôn đó cô chú. Trời ơi, em ngại không à. Nắm tay nắm tay em xuống chơi đi. Chay kìa, cô đang quay video luôn nè. Tối nay quay video coi YouTube. Ôi, mi gió đi. No. Kỳ vậy. Kỳ vậy con. Thôi chay đi về đi, thôi chay đi về đi. Bye chay đi. Chay đi về. Bye bye chay hả? Gì mới đây bye lẻ rồi. Đi xuống. Say hi. Hi chay đi. Give her a kiss. No. Không chuyện cái đi. Dạ yeah, đúng rồi. Mọi người ẩm mà chay để cô ẩm con đi. Cô ẩm chay đi. Ôi mẹ ẩm chị kìa. Ẩm chị kìa. Kìa cho chay kìa. Đó. Rồi, chụp anh đi chị chụp đi. Chị đứng đây chị chụp đi. Oh no. JD, let's take a picture. Let's take a picture together. Here, I'll take a picture. Bé chay nha. Làm gì chay? Không má sẽ đi chứ để cáo mặt hạ đó. Không, chú bồng hai người luôn đi. Chú bồng hai đứa luôn đi. Đúng rồi, bồng hai đứa luôn. Sợ. Louis lên xuống. Rồi, gì chay làm gì đừng dùng vẻ chay. Rồi chú nè, chú bồng nè. Chú bồng chút chú cho kẹo, chút chú cho con kẹo á, chú có cây kẹo bự lắm á. Chú có cây kẹo bự lắm á. Vậy cô bé được không? Không luôn. Không được luôn hả? Con này bé được không? Con này bé được không? Có nè. Kìa được cặp chay kìa. Anh ảnh nhát quá. Cái này phải chay không? Cái này phải chay cho on YouTube không? Chay đâu? Chay là ai? Chay nè. Chay là ai? Chay là ai? Chay lại với em đi chay. Đó, kẹo đó. Rồi đi lại chụp hình đây. Lại chụp hình tấm này. Rồi, hai người. Ok. Rồi con chụp hình với chú đi rồi mẹ mở kẹo. Chụp hình. Take a picture. Ok, now take a picture. Đó, chú mở kẹo cho con kìa. Cười đuôi kìa. Ok, đứng sát vô.
đứng sát vô chú đi chụp tấm hình với chú với em kìa. Louis xin qua con, Louis. Louis qua đây nè. Đúng rồi. Okay, nhìn bà Louis, gì kìa. Đúng rồi, quá đẹp luôn. Cười đi. Cười cười. Louis cười coi. Tối về rồi coi chê chê đi nha. Ai là chê chê? Louis chê. Louis cười đi. Nó kêu mở hả? À, rồi lại đây nè. Okay. Đây ba mở. Lại đây, lại đây. Lại đây con, lại đây mở nè. Lại Louis cho con. Này bạn, come here. Louis ơi. Quát nó lại Louis để cho. Come here. Nè, nè, đó. Louis chụp cái gì? Nè, chụp. Ok. Ok, see. Đó, vậy mới đẹp nè. Đó. Phụng vô chụp đi bên đó này, Út, chụp bên đó này. Phụng vô chụp đi vô. Nè, có cây cây nè. Louis ơi. Thôi, để hai mẹ chụp được rồi. Trời, dễ thương quá. Giờ này Louis nhìn kìa con. Louis nhìn vô đây nè con. Louis nhìn Út kìa. Nhìn Út kìa, nhìn Út. Ờ, đó, nó nhìn tấm đẹp. Đó, nhá, trời luôn. Cười đi. Cười đi. Chụp đi cho dốt vô đây. Rồi, nãy giờ chị chụp. Cởi nón nha, cởi nón nha. Còn là hai mẹ cười. Không, không, thôi rồi, không cởi nón rồi, thôi, không cởi nón. Rồi, rồi, nè, nè. Đây mẹ tháo thì mẹ tháo cho rồi. Louis ơi. Nhìn Út đi rồi. 1 2 3. Chị đi, chị đi luôn. À, chị rất kẹo, chị rất kẹo. Ok, ready? Say cheese. 1 2 3. Mum 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 mum. Ok. Không liệu luôn. Gì mà cứ bơm bơm hoài vậy? Phải chụp hai đứa nữa mới được chứ còn ít quá. Đây mẹ gửi cho ăn nè. Con ăn không? Nhìn con. Từ nhà đến đây sao mẹ? Dạ con nửa tiếng 45 phút. Nếu mà từ nhà em á. Dạ. Bắt đầu nó chơi. Cũng xa hai em ha. Dạ, cũng xa chứ. Dạ. Louis, give her a kiss. Của tao. Mimi là mỗi tiếng. Mimi. 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 Đúng đi, đúng đi, đúng chê chê đi. Chê chê đút lui kìa. Jay, his name is Louis. Chê đi. Give him a kiss. Đó, giờ quen quen rồi đó. Louis nó nhẹ, nó từ từ, nó quen. Nó quen rồi là nguyên nhà ngủ hết rồi. Louis đút chị ăn miếng không ngon. Không ngon hả? Bây giờ hai đứa ngồi lên ghế theo kia che đi. Ở trong trang tắm đi. Ừ, lên nó ngồi nó không có leo xuống được. Đặt nó lên xong bỏ che che lên. Có đâu. Không có leo, con cứ thử đi. Đúng rồi. Thank you. Hai người, mỗi người trên. Louis, hôn chị cái đi. Hôn chị đi. Give her a kiss. Give her a kiss. JD, give him a hug, JD. Can you give him a hug? Hai cái bánh. Em muốn. Dạ dạ được anh, em có nước ở trên xe rồi. Em muốn rồi. Okay, okay, okay. Dạ. Cái này, này giống quảng cáo sữa chocolate quá. Chơi làm chân theo kia không? Làm theo kia không? Có muốn làm chân không? Có muốn làm chân không? Louis, chê chê là ai? Chê chỉ không? Chê chê là ai? Chỉ mẹ chê chê đâu? Chỉ coi chỉ ba coi chê đâu? Chê đâu? Chê đâu? Chê đó. Phải chê không? Hả? Phải chê trên TV con coi không? Chê, coi trên iPad không? Tối về nhớ Nhung nha. Ở nhà nhớ Nhung. Có chê đâu nữa đâu ra chụp nha. Ở nhà có nhà. Louis, chê đâu chỉ đi. Chê chê.
chụp hình với chị tắm cho nó đẹp với con. Nãy giờ chưa được tắm đâu đẹp à? Vòng ngoài à? Đi vòng vòng. Cười đi, Lui cười, cười đi, chụp hình cho ba, cười chụp hình cho ba, cười chụp hình cho ba. Cười đi mẹ chụp hình với cho ba. Mẹ lột này nè cho. Mẹ. Chơi chơi nè, chơi chơi nè. Chơi chơi nè. Đưa cho chơi chơi ăn. Đút cho chơi ăn, chơi chơi ăn đi. Trời ơi. Chơi đút cho Lui ăn đi chơi chơi. Dạ. Dạ. Cái gì cho? Ừ đúng rồi cho. Đút cho chơi chơi đi con. Ghế ngồi giống chị kìa. Đó, lên ghế ngồi đó. Đó rồi, lưu ý kìa. Kéo cái áo nó lên. Rửa chân không? Rửa chân. Lên rửa chân, dọc nước. Lên dọc nước. Làm vòi nước. Đi đi lại kìa, đi lại ba, ẩm lên. Lại ba ẩm lên cái vòi nước. Ừ, quen đi chay. Ẩm lên. Lên dọc nước nha. Lên chị kìa. Đó, rồi mở nước, mở nước. Không chịu rồi, không chịu rồi. Sợ, sợ. Kìa thấy chị không kìa, chị ngồi. Chị lên ngồi kìa. Mày nó chậm, nó không phải là sợ. Chị lên ngồi kìa. Nó chậm nè, chuẩn với chị. Ê, mở nước ướt dài. Mở nước ướt dài. Câu này là cái hú ga. Mở nước ướt dài. Trời ơi, chay rồi nên đã nắm tay mà anh đã bỏ đi luôn. Không chị cái đây, không chị cái đây. Không chị đi, không đi. Không chị đi, không chị đi. Don't pull him down. Quen rồi đó, quen rồi đó, quen rồi đó. Chay thì coi chừng trúng em. Ooh, you got your nails done. Chị con, chị vậy con, chị chay kìa, chay chay sắp về kìa, chay chay đâu, chay chay đâu, chay 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 em đang kiếm chay á, chay đâu chỉ cho em coi coi, chay đâu? Nó lại nó giấu vô người nó. Ồ chay đó đó hả? Chịu không nổi luôn. Cả nón nghe chay. Nón xịn đó, chay đi đứng lên. Chịu ba ơi. Em không chịu ba ơi hả? Em không chịu ba ơi. Nói tiếng Việt với ba cho ba. Ba chay biết tiếng Việt không? Oh yeah, nice. À. Chị đó. Dạ. Yeah, chay jacket. Yeah. Áo của chay á. Dạ. Give her kiss. Chay đi đứng lên, chay đi. Chị đi đứng lên. Yeah, but you play a little harder, don't you? Mấy anh sô-cô-la đó bây giờ là hai bờ hết, hai đứa. Dạ. Trời ơi, nói gì? Đó. Ra chơi với chay đi kìa, chay sắp về kìa, sắp tối rồi, okay. Sắp tối rồi, để cho chay về nữa kìa. Ok. Chạy đi, see, are you okay? Chay chay con đi học múa ba lê, con học múa làm sao con múa cho em coi coi. Chay biết bơi kìa, Lui. Chay học múa ba lê nữa. Lui bận đồ hip hop rồi, nhảy hip hop đi con. Nhảy hip hop nhảy, lắc đít đi, con lắc đít đi. Con lắc đít coi, lắc đít cho chay coi đi. Con lắc đít cho chay coi đi. Lắc đít cho chay coi đi. Đi đâu vậy? Lắc đít cho chay coi kìa. Cái làm mặt lạnh luôn.